Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thích được tham gia múa sạp hay không? Riêng anh Thư thì rất là thích điệu múa này. Và không biết Quang Duy có biết đến múa sạp không ha? Vâng à, Quang Duy thì chưa được thử bộ môn này. Nhưng mà cứ mà có dịp mà xem múa sạp hay là chỉ cần nghe điệu nhạc thôi thì là lòng mình đã cứ rộn rã rồi. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điệu múa sạp với học sinh ở một số trường trên địa bàn huyện Thới Lai nha. Bài múa sạp vì nó đem lại nhịp nhàng cho con người và múa sạp là bài truyền thống của người Việt Nam. Con múa để mình phát huy và duy trì nó. Ngày thứ tư cuối tuần và những cái hoạt động ngoài trời thì mình thường dạy cho các em nó tập cái bài múa. Và trong cái bài múa sạp thì có rất là nhiều cái hình thức múa. Rồi khi mà mình sẽ dạy cho các em là từ đơn giản cho đến là phức tạp. Đơn giản là như các em đang đập bây giờ là sạp ngang không, rồi chúng ta có là vuông nè, rồi xây tròn nè. Đập được một cái bài sạp á thì cần có là một bộ sạp, có thể là chúng ta là hai đôi hoặc là ba đôi hoặc là bốn đôi. Như hiện giờ thì mình là dùng bốn đôi sạp và hai cái cây ngang để chúng ta đập vào, thì dụng cụ chúng ta là tầm dông hoặc là tre, rồi có thể là mình trang trí để cho cái bộ sạp nó đẹp thu hút cho các em. Rồi nếu như mà tầm dông thì chúng ta sẽ có cái nhịp gõ, nó sẽ gõ tốt hơn, hay hơn. Ra ngoài sân chơi con rất thích nhảy sạp, con rất vui chuột nhảy theo nhạc. Năm học 2021-2022 chúng tôi đã xây dựng cái bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Chúng tôi chú trọng đến việc đưa cái trò chơi dân gian và các cái loại hình múa sạp của các đồng bào dân tộc ở Tây Bắc, tạo cái tiền đề để các em góp phần giữ gìn xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Toàn huyện Thới Lai có 44 trường, từ mầm non đến trung học cơ sở. Một số trường đã lồng ghép điệu múa sạp vào hướng dẫn và tổ chức cho học sinh chơi vào giờ hoạt động trải nghiệm, giờ chơi và đặc biệt tổ chức cho học sinh trình diễn, giao lưu vào những dịp lễ Tết. Múa sạp luôn rộn ràng, sôi nổi, làm nên một không gian sống động, vui vẻ và yêu đời. Múa sạp là điệu múa dân gian có những nét độc đáo riêng, rất cần được giữ gìn và phát huy.